Cái hoa này nó thơm quá cả nhà ơi. Quá thơm. Thơm nức mũi luôn. Từ ở dưới gốc lên tới trên ngọn luôn nha cả nhà. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Xum xê. Xum xê hết. Quá đẹp. Ở nhà thơm quá cả nhà. Ở nhà mình đi lại chỗ này á, lại chỗ nhà của bà láng giềng của mình á, là hơn nửa tiếng nha cả nhà. Nãy giờ mình về rồi mình đi liền, mình làm cái video, hai cái video rồi đó, nhưng mà giờ này chắc cũng sắp 6 giờ rồi mà mình còn đây. Cỏ cao quá mình không dám ngồi xuống nha cả nhà. Mình sợ ngồi xuống rồi mấy cái con ve đó, con ve cỏ đó nó đu á, nó đu lên quần áo đó, rồi nó bò lên lỗ tai, cho nên mình không dám ngồi, mình đứng review. Đây xa xa là cả nhà mình thấy không, một cánh đồng mà. Một cánh đồng ruộng lúa nha, nhưng mà nó người ta không có trồng cái bông cải ở đây. Ở đằng kia là xóm xóm nhà ở Vâm Bê. Nó có một cái nhà mà hồi trước mình có review cho cả nhà mình đó, cái nhà mà người ta đã mua rồi đó. 400 triệu euro chứ. Không phải 400 ngàn, 400 triệu, hổm mà mình nói lộn. Cái căn nhà đó là 400 triệu. 400 triệu tiền euro nghe. Một cánh đồng luôn. Cỏ rồi người ta trồng lúa, lúa mì. Đây là cây hoa. Một lát mình sẽ bẻ. Để mình review xong rồi mình sẽ bẻ. Bẻ về chưng cả nhà ơi. Nhìn thấy đẹp quá bẻ về chưng mới được. Đưa gần gần cho cả nhà mình xem nè. Nhà mình thấy đẹp không? Đó. Quá đẹp hả cả nhà. À, thơm nức lỗ mũi luôn cả nhà ơi. À, nghe mấy con ong nó bay veo veo veo. Nhà thấy đẹp không? Quá đẹp đi chứ còn gì nữa. Thơm nức cái lỗ mũi luôn. Cây sum xê. Đứng ngoài đó nắng, bên đó nắng quá. Mình vô đây mình đứng. Để mình review ở đây nè. Nắng nó chá vô mắt á cả nhà.
nắng nó chán mắt rồi à, nó lại đen cái mặt nữa, em sợ đen lắm. Có nắng chừng 5 phút thôi thì nó đen thui rồi. Nay là sắp sửa vô mùa hè nha cả nhà, 6 giờ mà còn nắng nha, còn nắng còn mặt trời. Cả nhà thấy một cánh đồng ruộng lúa ở mình đang đứng ở cánh đồng này á, là người ta trồng, người ta để cỏ để người ta cắt cho bò ăn á cả nhà. Đó. Còn ở lúc đằng kia, ở xa xa đằng kia thì người ta trồng lúa mì, còn ở chỗ này thì nguyên một cái bãi cỏ, một cái cánh cánh một cái miếng ruộng cỏ để người ta để cho nó cao lên, rồi người ta cắt cắt người ta bỏ ải, rồi người ta phơi khô bắt đầu người ta quấn lọn lọn á để dự trữ cái mùa 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 tuyết cho bò ăn á cả nhà. Xa xa đằng kia cả nhà thấy nhà không đó. Còn ở đây là cỏ không nè, người ta để cao như vậy nè, nó để nó cao như vậy nè để mà người ta cắt, rồi người ta bỏ ải người ta phơi phơi khô đó cả nhà, cho nó héo lại nó khô á, cái bắt đầu người ta quấn từng cục để người ta đem về người ta dự trữ cho bò ăn, bò ngựa. Mình sẽ review cho cả nhà mình xem mà cái hang của con thỏ nha. Đó. Đây cái hang của nó nè. Đó, cái lỗ của nó đó. Rồi nó đi ăn. Rồi tối mất mát thì nó về nhà, đó nó ngủ. Cả nhà thấy không? Giờ cả nhà thấy rõ bông không? Rồi mình sẽ bẻ nè. Bẻ về chân chân lên cho mẹ để cho nó thơm nhà nữa. Ở cả nhà nói có nhiều nhiều người á mới vô làm YouTube á, tưởng đâu là làm YouTube với là được hưởng tiền của anh Du hả? Khó lắm. Cả nhà bây giờ khó khăn lắm. Mình làm nay là năm nay nữa là 3 năm rồi. Coi như là hả, lụm lúa có 2 lần thôi. Mà mình không có biết cách để thay thế á. Cho nên để cho anh Du ảnh tới tháng anh trừ nhiêu anh trừ, chứ mình không biết cách khai rồi đó. Từ lặn lội đi kiếm cái này cái kia để làm một cái video, khi mà làm một cái video lên á mình về mình phải mở ra mình coi coi nó có được hay không, có luồng gió hay không, hoặc là có nhanh hay không, hoặc là đưa cái máy đi lẹ lẹ hay là không, để khán giả rồi cả nhà mình xem cái rồi thấy nó nhanh quá thì nó bị chóng mặt. Thì mình từng nói những cái YouTube các em là đưa máy đi chậm, đừng có đưa nhanh quá, quơ nhanh quá thì nó dễ bị cái người xem dễ bị chóng mặt lắm. Thì mình nói được, mình nói người ta được thì mình sẽ làm được. Thành thử ra mình không có cái máy, có cái máy chống rung rồi, nhưng mà cái điện thoại mình thì nó lỗ cũ sỉ rồi, cho nên mình đẩy vô cái máy đó thì không được, cho nên mình không có sử dụng, mình sử dụng cái điện thoại với bằng cái cây cây chụp hình thôi.
Vậy thôi cái video của mình à, kết thúc ở đây nha cả nhà. Giờ mình về ăn, mình làm đồ ăn cơm à, 6 giờ mấy rồi à, chào cả nhà hết nha. Ồ va.